Xin chào các bạn, mình là Dũng Leo đây. Thì trong những video trước á, thì mình có chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà mình tham gia đầu con á. Thì hy vọng là những video của mình sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Và song song với việc mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình á, thì mình cũng có ra mắt với các bạn một cái series video, đó là mình sẽ test cái tốc độ đào thực tế của một cái Vega cụ thể. Và ở video trước á, thì mình có sử dụng cái Vega là 3060 Ti Asus Top Gaming 3 fan để mà test cái tốc độ đào con của Vega đó. Thì mình đánh giá cái Vega đó là nó cho cái tốc độ đào con tổng thể khá là ok các bạn. Và tiếp tục cái series video này, trong cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn và test một cái dòng Vega nữa, đó là cái Vega là 2060. Thì ở đây mình sử dụng cái thương hiệu là Zotac các bạn. Ở đây, đây các bạn, đây là Vega 2060 6GB của hãng Zotac nha. Thì mình làm cái Vega này ưu tiên hơn những cái Vega khác á, là do có một bạn là yêu cầu mình thì làm cái video về cái dòng 2060 6GB trước, cho nên đó là mình ưu tiên cho bạn đó và mình làm cái dòng Vega này trước các bạn. Thì cái Vega này là mình mới mua luôn, sau khi mình nhận được cái tin nhắn của bạn đó thì mình đi mua cái Vega này để mình về mình test cái tốc độ đào thực tế của cái Vega này như thế nào các bạn. Thì về cái ngoại hình tổng thể á, thì mình đánh giá rất là cao cái chất lượng hoàn thiện sản phẩm của Vega này các bạn. Ở ngoài sau thì nó thiết kế bằng kim loại nha, cũng là trước này mình đón là bằng nhựa, nhựa cứng các bạn. Thì nhìn chung là cái Vega này mặc dù cái thương hiệu của nó khá là bình thường các bạn, tuy nhiên là nó thiết kế khá là cao cấp và mình đánh giá ok các bạn, mình đánh giá cao nha. Thì nếu như bạn nào có dự định mà mua Vega mà cái dòng 2060 6GB á, thì Zotac cũng là một trong những sự lựa chọn hợp lý cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái Vega này mình lắp vào cái PC của mình, sau đó mình test tốc độ thực tế của nó như thế nào cho các bạn nha. Đây nè các bạn, đây là mình đã lắp cái Vega là Zotac 2060 phiên bản 6GB vào cái dàn mã đào của mình. Thì ở đây là mình dùng cái hệ điều hành VHTTOS để mà test cái tốc độ đào con của cái Vega này nha. Thì do là cái hệ điều hành này mình chuyển qua lại những cái rút phần fix á, nó đơn giản và nó nhanh để tránh mất nhiều thời gian của các bạn nha. Thì trước khi mình lắp vào cái dàn đào này để mình test tốc độ đào con á, thì mình đã lắp vào cái PC cá nhân của mình để mình test cái thông số của cái Vega này trước. Thì ở đây á, mình dùng GPUZ để mình show ra những cái thông tin của cái dòng Vega này nha. Thì cái tên ở đây á là Nvidia GeForce GTX 2060. Phiên bản bộ nhớ ở đây á là gồm có 6GB các bạn. Và cái loại bộ nhớ là sử dụng bộ nhớ của Samsung nha. Thì đối với những dòng mà của Nvidia thì các bạn thường bắt gặp những cái loại chip nhớ như là chip Micron, chip Hynix và cái chip Samsung các bạn. Thì ở đây là mình sử dụng cái chip Samsung nha. Cái dòng Vega này với cái lô này là chip Samsung các bạn. Thì theo mình biết á, thì với cái việc đầu con á, thì cái loại chip nhớ mà sử dụng chip của Samsung á, thì cho tốc độ đầu con nó ổn định và nó tiết kiệm điện hơn so với những dòng chip nhớ khác nha các bạn. Thì nếu như các bạn có cơ hội á, lựa được cái dòng chip nhớ thì các bạn sẽ ưu tiên Samsung, sau đó là Hynix và kế tiếp là Micron nha. Thì Micron là mình hầu như là mình không sử dụng cái dòng chip đó để mình đào con các bạn. Rồi bây giờ á, mình sẽ quay lại cái dàn đào của mình để mình test cái tốc độ đào thực tế của cái Vega này nha các bạn. Thì đây là mình đang sử dụng cái Vega này, mình đào cái con là ETH các bạn. Thì các bạn thấy ở đây á, là cái tốc độ đào thực tế của nó hiện tại là 33.48 MHz trên giây các bạn, với công suất là 86W. Thì ở đây mình OC với thông số như sau. Thì cái dòng Vega này á, nó sử dụng chip Samsung các bạn. Thì mình sẽ OC với thông số là Core 0, là Lock là 1050, MEM là 2004 nha. Và Power Limit của mình là 125. Thì nó sẽ cho được tốc độ 33.48 đến 33.49
MHz trên dây với công suất tiêu thụ là 86W. Thì ở đây mình đang xét cái tốc độ fan á là 80%, thì nó cho được cái nhiệt độ là 49 độ C. Thì cái Vega này á mình lắp riêng nó một dàn các bạn, và mình không sử dụng quạt tản nhiệt rời để hỗ trợ nha. Thì ở đây là mình đặt trong cái phòng dàn đào của mình luôn, và mình không có hỗ trợ tản nhiệt thêm cho nó, mà nó sử dụng tốc độ fan 80% của bản thân nó để nó tản nhiệt nha. Thì nó cho nhiệt độ khá là ổn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái con tiếp theo mà các bạn có thể cũng rất là quan tâm trong giai đoạn này á, là cái con ETC các bạn. Mình sẽ chuyển qua con ETC nha. Này. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi cái tốc độ của nó như thế nào nha các bạn. Về cái thông số OC á, thì mình sử dụng cái thông số OC giống như cái thông số mà mình sử dụng cho việc mà đào con ETH nha. Vì hai cái con này á, giao thức của nó cũng khá là tương đồng với nhau, cho nên cái thông số của nó hầu như là mình chỉnh tương đối giống nhau các bạn. Và cái tốc độ của nó cũng cho tốc độ là cũng tương đương với nhau luôn nha. Nó có một số Vega nó sẽ trên nhau một xíu về tốc độ, và có một số Vega nó sẽ trên nhau khoảng 2 tốc, 3 tốc các bạn. Tuy nhiên là đa phần á là nó chỉ trên nhau một xíu thôi các bạn, nó không có trên nhau nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi một chút nữa để xem cái tốc độ và cái công suất tiêu thụ của nó như thế nào các bạn. Rồi các bạn thấy ở đây nó chạy ổn định ở tốc độ là 33.52 MHz trên dây. Thì cái tốc này nó cao hơn một xíu so với lúc mà mình đào ETH các bạn. Và công suất của nó là 86W và nhiệt độ là 48 độ C với tốc độ fan là 80% nha. Thì các bạn thấy ở đây nó chạy cũng tốc của nó và cái công suất tiêu thụ á, nó cũng xem với cái việc mà mình đào ETH nha các bạn. Rồi bây giờ á, mình sẽ chuyển qua một cái con tiếp theo nữa, đó là cái con RVN các bạn, hay còn gọi là Rabencon á, để mình check cái tốc độ đào thực tế của cái con này nha. Rồi với cái con này á thì mình sẽ OC khác so với cái việc mình đào ETH nha các bạn. Các bạn lưu ý á là cái thông số OC á không nhất thiết là cái dòng Vega 2060 6GB hoặc là cái dòng Vega 2060 6GB của Zotac á đều sử dụng thông số OC giống nhau nha. Còn tùy vào cái chip, cái lô sản xuất họ sử dụng cái con chip trong cái lô đó như thế nào các bạn. Có thể là cái lô này với chip Samsung á các bạn set thông số này, nhưng mà cái lô khác á các bạn set cái thông số này nó sẽ không phù hợp. Các bạn bắt buộc phải tìm một thông số khác, cũng là chip Samsung nhưng mà các bạn phải sử dụng cái thông số khác. Các bạn phải dò cho nó, tìm để mà tìm cái thông số phù hợp cho cái dòng Vega này của lô đó nha các bạn. Cho nên á là việc mà mình sử dụng cái thông số OC này nó khá là rộng các bạn. Thì nếu như bạn nào hỏi mình á để mình chia sẻ với các bạn một cái thông số OC chuẩn cho cái dòng Vega đó thì mình không chia sẻ được các bạn. Vì thật sự á, trong một lô á mình nhập về thì mình chạy á thì có nhiều thông số OC khác nhau để áp dụng cho từng Vega cho cái lô đó luôn nha. Nó hoàn toàn là nó không có một thông số OC đồng nhất nha các bạn. Rồi các bạn thấy á, ở đây là cái Vega 2060 phiên bản 6GB này á, nó đào cái đồng Rabencon với tốc độ là hơn 17 MHz trên giây và công suất tiêu thụ của nó là 125W các bạn. Thì cái nhiệt độ á, các bạn thấy ở đây nó cao hơn so với lúc mình đào ETH nha. Lý do là mình tốn nhiều công suất hơn thì cái nhiệt độ của nó sẽ cao hơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái con tiếp theo nữa, đó là cái con ERG nha, hay còn gọi là Aero các bạn. ERG này,
Rồi mình chuyển qua con ARG nha. Thì với cái con ARR này á, thì mình sẽ set cái thông số OC khác đi các bạn. Thì ở đây mình sẽ set lại nha. Rồi bây giờ á, mình sẽ chờ một xíu để mình theo dõi cái tốc độ của nó như thế nào các bạn. Rồi các bạn thấy ở đây á, là cái tốc độ của nó dao động từ 65 cho đến 67 MHz trên giây các bạn. Và công suất của nó tiêu thụ trên 80W thì khoảng 82 cho đến 86W các bạn. Và nhiệt độ của nó đang hiển thị là 48 độ C nha, với tốc độ fan là 80%. Thì với cái dòng Vega này á, mình thấy nó đào được tốc độ này với công suất có 80 mấy W như thế này á thì cũng khá là ổn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua một cái con tiếp theo nữa, đó là con Plus các bạn. Qua con Plus nha. Rồi với con Plus này á thì mình sẽ set lại cái thông số OC cho nó để cho nó phù hợp nha các bạn. Rồi bây giờ á thì mình sẽ tiếp tục mình theo dõi coi nó chạy như thế nào nha các bạn. Thì trước khi mình làm video cho các bạn á thì mình đã dùng cái Vega này để mình test trước, mình chọn ra cái thông số OC phù hợp với cái dòng Vega này. Thì để mình làm á thì mình chỉ cần nhập cái thông số OC thôi cho nó nhanh các bạn. Rồi các bạn thấy ở đây á là cái tốc độ của nó dao động cũng hơi mạnh các bạn. Nó dao động từ 36 cho đến 39-40 son trên giây các bạn. Và công suất tiêu thụ của nó cũng dao động là trên dưới 120W nha. Và nhiệt độ của nó các bạn thấy ở đây là nó đang hiển thị là 56 độ C với tốc độ fan là 80% nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái con khác để mình tiếp tục mình test cái tốc độ đào con cho các bạn nha. Và tiếp theo là mình sẽ test cái con trân nha các bạn, trân con nha. Rồi mình sẽ chọn trân con để mình test cái tốc độ. Rồi các bạn sẽ tiếp tục theo dõi để mình xem cái tốc độ đào của cái dòng Vega này với đồng tân con như thế nào nha. Thì với tân con á thì mình sẽ set thông số OC lại một chút nha các bạn. Rồi các bạn, thì với cái dòng Vega là 2060 phiên bản 6GB này á thì nó cho cái tốc độ đào đồng tân con khoảng trên 1.7GHz trên giây với công suất từ 123 cho đến 124W các bạn. Rồi bây giờ á, mình sẽ qua một cái con khác để mình tiếp tục mình test cái tốc độ đào con cho các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ qua một cái đồng nữa, đó là đồng CTXC các bạn. Đúng ra là mình sẽ không test cái đồng con này với cái dòng Vega này các bạn. Tuy nhiên là mình test để cho các bạn biết về cái đồng con này nha. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi cái chuyện gì xảy ra khi mình dùng cái Vega 2060 phiên bản 6GB để mình đào cái con là CTXC hay còn gọi là con Cortex nha các bạn. Rồi các bạn thấy ở đây là cái màn hình của mình nó đang hiển thị với dòng chữ là out of memory các bạn, tức là cái dòng Vega này nó không đủ bộ nhớ VRAM để mà đào cái con CTXC này nha. Thì với cái con Cortex hay còn gọi là CTXC này á thì khi các bạn đào nó, các bạn cần phải dùng Vega có 8GB VRAM trở lên mới đào được con này nha các bạn. Cho nên á là khi mà các bạn hỏi mình chọn cái Vega nào để mà đào khi mà cái đồng ETH không đào được nữa thì mình thường hướng các bạn tới những dòng Vega như là 3060 hoặc là 3060 Ti trở lên. Thì do là những cái dòng Vega đó nó
có cái VRAM lớn các bạn, và nó đáp ứng đủ nhu cầu của mình trong tương lai xa hơn. Và một điều nữa mà mình ưu tiên mình chọn cái dòng Vega bị khóa tốc hay còn gọi là LHR á, là do là cái giá các bạn. Cái giá của cái Vega thì thường á, cái giá của Vega thì thường nó sẽ tính theo cái tốc độ đào con của Vega đó. Đối với đồng ETH thì nó lấy cái đồng ETH để mà làm chuẩn, để mà định giá cái Vega đó. Cho nên á, là khi mà càng ngày càng gần tới việc mà ETH 2.0 á, thì cái dòng Vega LHR á thì được ưu tiên chọn hơn những cái dòng Vega mà full tốc nha. Vì cái giá của nó rẻ, nó theo cái đồng con ETH đã bị khóa tốc, và cái sức mạnh thực sự của dòng Vega LHR á, nó rất là mạnh. Cho nên á, là khi mà các bạn dùng nó để các bạn đào một cái con khác ngoài ETH, ETC á, thì nó cho tốc độ đào con khá là tốt, tốt hơn rất nhiều so với những dòng full tốc trong cùng cái tầm giá nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình qua một cái con khác nữa, đó là cái cặp con là ETH và tân con nha. Với cái cặp con này á thì mình sẽ OC lại cái thông số OC cho phù hợp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi cái tốc độ đào thực tế của nó như thế nào nha. À, hiện tại nó báo cái lỗi watch off các bạn. Lý do ở đây á là mình OC nó bị sai nha. Thì với cái cặp con này á, các bạn phải OC cái power nó 140W các bạn. Thì khi mà nó lỗi như vậy các bạn, nếu như các bạn OC lại mà nó chạy bình thường thì ok các bạn. Thì nếu như mà nó không chạy được á, các bạn phải reboot lại cái dàn của mình để mà nó chạy được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi nó như thế nào nha. Rồi nó báo là nó lỗi luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình reboot lại luôn nha. Mình reboot lại xem cái dàn của nó như thế nào nha các bạn. Rồi mình sẽ reboot lại. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi thì sau khi mình reboot lại á, nó sẽ chạy được hay không nha các bạn. Rồi bây giờ á, mình sẽ theo dõi là sau khi mình reboot lại thì cái dàn này nó chạy ok không nha các bạn. Rồi các bạn chờ một xíu nha. Rồi các bạn, thì khi mà mình reboot lại cái dàn á thì nó chạy bình thường rồi nha. Thì đây là một trong những kinh nghiệm của mình. Thì khi mà mình chỉnh á, thì nếu như các bạn thấy mà mình chỉnh đều hiệu chỉnh cái thông số OC rồi á mà cái dàn của mình vẫn báo lỗi á, thì tốt nhất các bạn nên reboot lại cái dàn, sau đó mình sẽ tiếp tục mình chỉnh tiếp nha. Và các bạn thấy ở đây, đối với cái cặp con ETH và tân con này á, thì các bạn lưu ý cái tốc độ đào ETH và tốc độ đào của tân con nó tỷ lệ nghịch với nhau các bạn. Thì khi mà cái tốc độ đào này tăng, tốc độ đào ETH tăng thì cái tốc độ đào của tân con sẽ giảm, và khi tốc độ đào của cái đồng ETH giảm thì cái tốc độ đào của cái tân con sẽ tăng nha. Thì hai cái tốc độ này mình sẽ cân bằng dựa vào cái thông số OC Core và MEM ở trên đây các bạn. Mình sẽ hiệu chỉnh thông số OC làm sao để mà cái tốc ETH nó mất ít nhất và được cái tốc của đồng tân con nhiều nhất các bạn. Cho nên á, cái việc mà cân bằng này thì các bạn sẽ dựa vào ví dụ như mình dùng cái Vega này mình đào tân con không á, thì nó sẽ cho tốc độ là hồi nãy mình test là 1.7 GHz trên giây.
Thì nếu như ở đây là nó cho tốc độ 1 giây trên giây, tức là nó cho tốc độ hơn 50% khi mà nó đào riêng mỗi cái đồng tân con không. Tuy nhiên là cái tốc độ đào ETH nó chỉ mất khoảng, ở đây nó mất khoảng 4 tốc các bạn, tức là nó mất không nhiều so với tốc độ tổng của ETH để cho được tốc độ hơn 50% tốc độ đào đồng con của thứ hai nha. Tuy nhiên á, là với cái dòng Vega mà full tốc này á, các bạn thấy nó chạy với công suất khá là lớn các bạn, mà nó cho tốc độ đào tổng thể của nó không có hiệu quả lắm nha. Nếu như mà các bạn sử dụng một cái Vega bị khóa tốc như là 3060 phiên bản LHR, các bạn đào cái cặp con này á, nó sẽ cho tốc độ tốt hơn khi các bạn dùng cái Vega này, mà chỉ với công suất là 139W ở đây nha các bạn. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình qua cái cặp con thứ hai đó. Đó là cái cặp ETH và ALBH nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem nó cho tốc độ như thế nào nha. Về thông số OC của cặp con này á, thì mình test thì mình thấy mình vẫn giữ nguyên cái thông số OC này, thì nó chạy vẫn ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ theo dõi để xem nó cho tốc độ của cặp con này thì như thế nào nha các bạn. Rồi các bạn thấy ở đây là khi mà đào cái cặp con ETH và ALBH á, thì cái tốc độ đào của ETH nó mất không nhiều các bạn. Ở đây nó mất chỉ có khoảng gần 2 tốc, gần 2 MHz trên giây với cái con ETH, và nó cho được tốc độ đào là khoảng 337 MHz trên giây đối với con ALBH nha. Thì về mà mình lựa chọn cái cặp con nào để mình đào, hoặc lựa chọn con nào để mình đào đối với dòng Vega này á, thì các bạn sẽ dựa vào cái tốc độ mà mình vừa chia sẻ trong cái video này để các bạn check cái sản lượng thực tế của nó, rồi các bạn đối chiếu với nhau, sau đó các bạn sẽ chọn cái con nào để mà đào cho phù hợp với thời điểm mà các bạn chọn nha. Rồi vậy là mình đã dùng cái Vega 2060 phiên bản 6GB Zotac với cái chip nhớ sử dụng ở đây là chip Samsung để mình test cái tốc độ đào con thực tế của nó rồi. Thì nếu như bạn nào có ý kiến góp ý á, thì các bạn hãy để lại bình luận dưới video của mình, hoặc nhanh nhất có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo của mình, thì mình có để lại số điện thoại của mình ở dưới mỗi video á. Thì tuy nhiên là mình cũng có lúc mình bận các bạn, thì nếu như mà mình trả lời tin nhắn của bạn không kịp á, thì các bạn hãy thông cảm với mình nha. Thì mình sẽ cố gắng nhiều nhất có thể để mình giải đáp thắc mắc của các bạn nha. Và nếu như bạn nào có quan tâm tới những video tiếp theo của mình á, thì hãy đăng ký kênh giúp mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.